Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giá ô tô Honda tiếp tục giảm mạnh trong tháng 7 năm 2017 với mức giảm cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Theo khảo sát của autobuy.vn tại một số đại lý khu vực Hà Nội, trong tháng 7 này, giá ô tô Honda tiếp tục giảm từ 10 đến 200 triệu đồng tùy từng mẫu xe và đại lý. Cụ thể, mức giảm cao nhất đến 200 triệu đồng thuộc về mẫu xe đa dụng cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản Odyssey, với mức thực tế tại đại lý của mẫu xe này giảm từ 1,99 tỷ đồng xuống còn 1,79 tỷ đồng. Giá mẫu CUV Honda CR-V tiếp tục giữ mức giảm từ 100 đến 170 triệu đồng, trong đó giá các phiên bản sản xuất năm 2016 gồm có CR-V 2.4 bản số tự động giảm lần lượt là 170 và 150 triệu đồng so với giá đề xuất. Riêng các phiên bản CR-V sản xuất năm 2017 gồm CR-V 2.4 TG và CR-V 2.0 lít có mức giảm tương ứng là 120 và 100 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Cũng trong tháng 7, mẫu xe hạng C Honda Civic Turbo có mức giảm 60 triệu đồng, giá bán thực tế của Honda Civic sau khi trừ ưu đãi còn 890 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất kể từ khi mẫu xe này được bán ra thị trường vào đầu năm 2017. Tháng 7 này, giá Honda Accord cũng được giảm 100 triệu đồng xuống còn 1,29 tỷ đồng. Cuối cùng là mẫu xe vừa ra mắt thị trường Honda City 2017 có mức giảm tiền mặt từ 10 đến 20 triệu đồng tùy phiên bản. Được ra mắt vào cuối tháng 6 vừa qua, Honda City 2017 đã nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường khi một mẫu xe hạng B được nâng cấp hàng loạt tính năng hiện đại cùng với thiết kế mới so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, giá bán thực tế của City 2017 đang cao hơn đối thủ lớn nhất là Toyota Vios khi đối thủ này đang trong cơn bão xả hàng, giảm giá từ 70 đến 80 triệu đồng so với giá đề xuất. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.